Liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine, ngày 19 tháng 6, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Kenesikov cho biết các lực lượng nước này đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa ở vùng Dnipropetrov của Ukraine, khiến cho hàng chục tướng lĩnh Ukraine thiệt mạng. Theo đó, vụ tấn công bằng tên lửa vào vùng Dnipropetrovsk khi đang diễn ra một cuộc họp của các tướng lĩnh chỉ huy. Sự việc khí ít nhất 50 tướng lĩnh sư quan của Ukraine thiệt mạng, bao gồm cả những người của Bộ Tổng tham mưu Nga cũng phá hủy nhiều vũ khí khí tài mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Ngoài ra, các lực lượng của Nga đã kiểm soát làng Metionkine bên ngoài thành phố Sievierodonetsk. Tuy nhiên, các tuyên bố trên của phía Nga chưa thể được xác minh một cách độc lập. Cùng ngày, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Russia 1, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov nói rằng, việc Mỹ tiếp tục gửi vũ khí cho Ukraine không thể giúp Washington đạt được những mục tiêu mà nước này đã đặt ra bấy lâu nay các mục tiêu này của mỹ là nga không được có tiếng nói của mình đối với các vấn đề quốc tế và nga phải tuân thủ các luật lệ do mỹ đặt ra